Đã gần một năm trôi qua, kể từ khi Trình Đại Lôi và Cáp Mô Trại mất liên lạc, đám Tần Man mỗi ngày đều đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích. Năm đó nếu không phải do Dương Long Đình bày mưu hãm hại, cướp đại công đánh Nhung tộc, triệt để muốn diệt gọn trại Cáp Mô, thì bọn họ cũng không đến mức huynh đệ chia ly, phân tán khắp nơi như vậy. Trong khách điếm, có hai lữ khách đang bận tám về chuyện xảy ra gần đây trong cung, cấm vệ quân đến một tên tặc nhân cũng không tóm được. Đám quân sư cũng rất hóng chuyện, liền đến xin một chân nghe ngóng. Người kia hào sảng nói, Phi Thiên Cáp Mô là đại hiệp đi cướp vì đam mê, chuyên môn thó của người giàu chia cho người nghèo, chỉ ra tay với kẻ ác, nhà giàu. Sở thích trộm mấy cổ tích lịch sử, cướp xong có khi hứng lên lại đem trả. Còn nghe nói hắn trời sinh có cánh, có thể bay lên trời, nếu không vì sao lại gọi là Phi Thiên Cáp Mô được. Hơn nữa mỗi lần gây án, còn rất lịch sự gửi thư dặn dò, ngày giờ hắn sẽ đến, trên thư còn vẽ một con cóc. Đã nhiều vụ rồi nhưng chưa thấy hắn đến trễ bao giờ. Thấy bảo ba ngày trước, Chu Lang Quan đã nhận được thư tình của đại hiệp, nói tối nay vào giờ tí canh ba sẽ đến chôn đồ cổ trong nhà Chu Lang Quan. Bọn họ đều nhận ra xì tai hành động quen thuộc này, đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một người. Tần Man cũng nhanh mồm xin địa chỉ nhà họ Chu đó. Khi trăng lên, ba người vội vã tới nhà mục tiêu, bọn họ cũng không dám gây ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ khiến hắn chạy mất. Ai ngờ, vừa mới tới đầu ngõ, đã nghe thấy tiếng huyên náo, phía trước cửa nhà Chu Lang Quan giống như một cái chợ. Người bán bỏng nướng, kẻ bán nước ngọt, đồ ăn vặt đủ các thể loại, ba chú kia đen mặt, còn tưởng mình đi nhầm. Tần Man không nén nổi tò mò mà đi tới dò hỏi, thì ra đám người này đều là fan não tàn của Phi Thiên Cáp Mô. Mỗi lần nghe được tung tích của hắn, đều sẽ tập trung đến để được chiêm ngưỡng tận mắt. Mấy năm gần đây, thành Trường An có ba idol nổi tiếng nhất, một là Phi Thiên Cáp Mô, hai là Hoa Khôi Nhất Chi Đào và ba là Công Chúa Minh Ngọc. Đúng lúc này, đám fan bắt đầu reo hò, thì ra là idol của họ đã tới. Phi Thiên Cáp Mô đeo mặt nạ, trông cứ như Kaito Kid phiên bản chợ xanh, hắn đứng trên nóc nhà, bắt đầu diễn thuyết về lý tưởng cách mạng, về ánh của đảng. Đám quân sư nhìn là nhận ra ngay, cái bộ dạng vô liêm sỉ kia, đến 8-9 phần không thể lệch được. Nghe tin quan binh tới, hắn vội chào tạm biệt fan yêu quý, ba chân bốn cẳng chạy trối chết, đám Tần Man vội vàng đuổi theo sau. Hắn giống như một tia chớp, hành động nhanh gọn, khiến cho Tần Man phải gồng hết cơ đít mới đuổi theo được. Do tuổi cao sức yếu không thể đú kịp, ông chú nhanh tay tháo một viên đá, vận hết nội công, ném một cú căng đét, đáp ngay vào lưng Kaito Cáp Mô, khiến hắn é lên một tiếng rồi ngã xuống. Tần Man vui vẻ tới hỏi thăm sức khỏe, còn tiện tay giúp hắn tháo mặt nạ, ai ngờ lại là một tên nhóc. Linh Nhi điên tiết túm cổ áo hắn tra hỏi, lão quân sư xoa đầu an ủi, được rồi Linh Nhi, đã tìm kiếm bao lâu nay cũng không có tung tích, có lẽ hắn thật sự đã đầu thai rồi. Linh Nhi đau lòng chùi nước mũi. Tên kia thấy bọn họ có vẻ là tìm nhầm người, liền gãi gãi đầu xin lại cái mặt nạ, sau đó sẽ biết điều mà cuốn xéo. Ba người kia túm tụng bàn bạc, thằng cha này đang bị quan binh truy nã, đưa hắn đến quan phủ có khi lại đổi được ngân lượng đủ để quay tay cả tháng. Nhưng hắn biết chúng ta đang tìm đại đương gia, nhớ hắn tiết lộ cho quan phủ thì bỏ mẹ, hay là cắt lưỡi rồi đưa tới quan phủ thì hợp lý hơn. Sau đó liền dùng ánh mắt trìu mến liếc về phía tên kia khiến hắn sợ lòi lưỡi. Mỗi người giữ một tay, Linh Nhi thân thiện cầm dao bầu tới, Kaito sợ hãi giống lên, các ngươi muốn tìm người đúng không, ta có thể giúp các ngươi tìm. Trong một cái hẻm nhỏ, Linh Nhi máu chiến cầm quả dao bầu uy hiếp hắn thành thật, bị quân sư cốc cho u đầu. Nhìn hành động thì hắn cũng biết, ba người này là thổ phỉ, chỉ không biết là tới từ đâu. Quân sư mất kiên nhẫn kêu hắn vào vấn đề chính. Chư vị vừa đến Trường An, hẳn là chưa rõ quy tắc nơi này, thành Trường An to vãi đạn, muốn tìm người chỉ có mọt kiếp, nhưng ta biết có một người có thể giúp các ngươi. Hắn là đại ca. Quân sư điên tiết, ngươi muốn bị thiến có đúng không? Không không, ý ta tên hắn là đại ca, ở Trường An có rất nhiều người được gọi là đại ca nhưng chỉ có hắn tên cúng cơm là đại ca. Các vị có thể chưa biết, Trường An cũng có giới underground giao, tội phạm các kiểu đều ở dưới đấy và người cai trị bọn họ chính là đại ca. Mặc dù đại ca chuyên thu thuế bảo kê, nhưng nếu người trong giới gặp chuyện, chắc chắn sẽ được ngài ấy giúp đỡ. Thế giới ngầm có rất nhiều loại người, cũng là nơi có nhiều tin tình báo nhất, nếu như đại ca không giúp được thì chắc chắn không có ai có thể giúp các ngươi. Làm thế nào để bọn ta gặp hắn? Không dễ gì gặp được đâu, người bình thường căn bản không thể bước vào thế giới ngầm, phải có thẻ thành viên. Ta nghĩ các vị nên tìm một người trong giới, dẫn dắt đến địa hạ thành cho quen mặt, sau đó tìm cách hẹn gặp hắn thì may ra. Ba người kia lại nở nụ cười thân thiện, chẳng phải chúng ta có sẵn người ở đây sao? Kaito mặt xanh như đít nhái, "No no, đại ca mà biết ta đưa người ngoài vào sẽ cắt chim ta đấy." Linh Nhi đe dọa, "Nếu ngươi không muốn thì chuẩn bị làm thái giám sớm đi." Tần Man chen vào, "Không thì ta xin hai cái chân của ngươi cũng được." Kaito sợ đái ra quần, vội khép đít đầu hàng. Trên đường đi, tên kia cũng nhanh chóng tóm gọn lại thông tin, 30 năm trước Minh Đế nổi hứng tu sửa lăng mộ tổ tiên, nhưng chưa kịp hoàn thành thì bị Nhung tộc đuổi đánh, Minh Đế cong đít chạy khỏi Trường An. Sau khi trở về, lại nghe thầy bói phán rằng phong thủy không tốt, nên Nhung tộc mới tới quấy nhiễu, nên lăng mộ mới bị bỏ hoang đến bây giờ. 30 năm trôi qua, nơi đây cũng trở thành nơi tụ tập của giới underground. Sau đó hắn từ từ dẫn cả bọn đi xuống lăng mộ, không ngờ bên trong lại như một thành phố thu nhỏ, chợ đêm đang lúc náo nhiệt nhất. Ở đây muốn buôn bán nô lệ, bài bạc, thuê người ám sát,
trao đổi hàng nóng đều có đủ, chỉ cần có tiền không gì là không thể. Tiếp đó bọn họ đi tới chỗ đại ca, còn dặn dò thêm, trước mặt hắn không được chửi thề, nếu muốn hắn giúp đỡ thì phải làm việc cho hắn, có lúc hắn sẽ lấy đồ ra truyền nhà ngươi, lúc lại sai ngươi giết người cướp bảo, vui vui kêu ngươi rap một bài, buồn buồn thì cùng hít lá đu đủ tâm sự, nói chung là hành tung thất thường. Sau đó hắn tới nhờ vả hai tên thủ vệ, bọn họ dĩ nhiên không cho vào, đám linh nhi âm thầm ra ám hiệu, khiến hắn rúng bít cầu xin thêm lần nữa. Bên trong bỗng truyền đến tiếng gọi, A Hỉ, để hắn vào đi. Cửa vừa mở, bên trong có một mỹ nữ đang bận live show, vừa rap vừa nhảy, Kaito đến phía trước cung kính gọi một tiếng đại ca. Một bàn tay từ trong quan tài thò ra, Tiểu Phi, ngươi lại đem người nào đến làm phiền ta. Quân sư nhanh nhảu bước tới, đại ca, lần đầu tới Trường An, được nghe uy danh của ngài, chúng tôi mạo muội tới xin làm chân cu li. Thật bất ngờ, người trong quan tài không hẹn mà gặp, chính là đại đương gia của bọn họ, Trình Đại Lôi. Hai bên trố mắt nhìn nhau, lão Trình ôm trán thở dài. Quân sư khóc lóc, đại đương gia thật sự là ngài sao, cho ta véo một cái. Kaito vội kêu hắn không được vô lễ, hai người kia cũng nhào tới hỏi thăm sức khỏe sinh lý. Lão Trình an ủi, sau đó kêu tên kia xuống lấy vò rượu với lá đu đủ, hôm nay hắn có chuyện cần ôn lại với huynh đệ cũ. Sau khi đã yên vị trên bàn, Trình Đại Lôi mới có thời gian kể lại sự tình, hôm đó bị té xuống sườn núi, tí thì cụ đi chân lạnh toát, may nhờ có bằng hữu cứu nên giờ ta mới được ngồi đây. Mặc dù miễn cưỡng chưa chết, nhưng cũng ngáp ngáp mất hơn một tháng mới lành. Sau đó vì phải tìm vài thứ quan trọng nên ta lưu lạc tới đây, nhưng khắp nơi đều là lệnh truy nã, ta cũng không thể lộ bộ nhận diện được. Nhưng ta còn có chuyện phải làm, cũng không thể du rú trong rừng như con khỉ được, nên đành rời xa U Châu, lưu lạc đến thành Trường An. Người như ta dĩ nhiên không thể ở trong sáng, chỉ có thể chui rúc ở thế giới ngầm. Lúc ta tới đây đã có một lão đại, nếu ta muốn sống thì chỉ có thể giết hắn phủ đầu. Bọn chúng giống hệt mấy con khỉ đầu chó, rất hay vỗ ngực ra oai, bị ta và yêu vài cái là hẹo cả lũ, sau đó lại gọi thêm mấy con hàng tới, liền bị ta một nhát tiễn đi đầu thai. Cuối cùng ta trở thành đại ca, cũng nhờ có kinh nghiệm làm đại đương gia, nên việc quản lý, thể hiện uy thế, hành xử phân minh thế nào, ta đều làm được. Sau đó móc nối quan hệ với nhân vật lớn trong triều, như vậy trong thời gian nửa năm, nơi đây đã phát triển như bây giờ, mỗi một người đều gọi ta một tiếng đại ca. Những người khác hiện tại sao rồi? Quân sư báo cáo, hai huynh đệ Hổ Báo vẫn còn ở Giang Nam, đóng chiếm làm vương, còn những người khác, một năm nay lưu lạc khắp nơi nên chúng tôi cũng chưa từng gặp. Lần võ cử này, chắc sẽ có rất nhiều huynh đệ đến, nói không chừng chúng ta sẽ gặp lại, Tần Man phỏng đoán. Lão Trình cũng đoán như vậy, nên khắp quán trà trong thành đều để lại ám hiệu hình con cóc, vậy mà đám quân sư đã điếc còn cận, không ai nhận ra. Đã vậy còn tưởng là con chó, còn khen ai vẽ xấu như ma. Đúng lúc Kaito mang rượu đến bồi, hắn liền giới thiệu, đây là Bạch Phi Nguyên, từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được vượn già trong rừng nuôi lớn. Do chân tay dài nên đi làm phi tặc, có lần xém bị quan binh thiến làm ni cô, được ta cứu giúp nên tới đây làm việc. Lúc sau, mỹ nhân ngực bự tới chào hỏi, cung kính mời mọi người một ly, sau đó biết điều lui xuống, hẹn hôm khác hắn buồn chán sẽ tới ráp an ủi. Quân sư tò mò hỏi thăm danh tính, Trình Đại Lôi vui vẻ nói, hoa khôi nhất chi đào đó, ngươi cũng quen sao. Nhìn thấy ánh mắt ngờ vực của Linh Nhi, hắn chột dạ giải thích, lúc trước có một kẻ quan hệ lớn muốn ép lấy cô ta, nên cổ tìm quan hệ tới nhờ ta giúp đỡ, khi đó cổ là nữ tử yếu đuối lẻ loi, ta cũng không thể đứng nhìn. Sau này được ta giúp đỡ, liền nhanh chóng trở nên nổi tiếng, nên mới có danh đệ nhất hoa khôi Kinh Châu bây giờ. Quân sư cảm thán, quan trọng là cô ta đẹp và đào to. Trình Đại Lôi cũng không phủ nhận, nhưng giữa hắn và cô ta thực sự không có gì khác. Linh Nhi lẩm bẩm, Phi Thiên Cáp Mô, Nhất Chi Đào, còn thiếu công chúa Minh Ngọc, đại đương gia, vị công chúa này không phải cũng liên quan đến ngài đấy chứ? Lão Trình khoanh tay, gì mà công chúa, ngươi đang nói đến nha đầu Uyển Nhi sao? Ba tên nhìn hắn trố mắt, thủ vệ đến báo cáo, hội thương gia muốn đến bái sơn môn và lại thông qua người ở quán trà mà đến, nên có thể là người hắn quen. Lúc sau, Liễu Chỉ cùng Tô Anh bước vào, vừa mới nhìn thấy Trình Đại Lôi, hai bên còn chưa kịp ý ới, Liễu Chỉ đã nhanh chân lao tới, đại đương gia Tiểu Chỉ nhớ ngài vãi nhái. Kết thúc video ngày hôm nay, để xem phần tiếp theo thì bạn hãy bấm vào kênh Triệu Gia, chọn danh sách phát để xem tập mới nha. Đừng quên đăng ký kênh để đón chờ nhiều video review hay sắp tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.